Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật trên VTC Now. Hãng truyền thông địa phương Irrawaddy vào ngày hôm nay 16 tháng 3 đã công bố những hình ảnh người dân đang cố rời khỏi các thị trấn bị áp lệnh thiết quân luật tại Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar và cũng là một trong những trung tâm của các cuộc biểu tình phản đối đảo chính. Họ chen chúc trên những chiếc xe tải đang mắc kẹt giữa các dòng xe cộ đông đúc. Một số người chở thú cưng bằng xe máy trong khi những người khác nhét đồ đạc vào túi nhựa trên các xe tắc tắc. Hãng truyền hình Irrawaddy cho hay những lao động nhập cư ở quận Hilang Tira đang tháo chạy để trở về bang quê nhà của họ. Tất cả những dòng người này đều có thể quan sát được bằng mắt thường. Phần lớn Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự hồi đầu tháng trước, với hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình và phản đối đảo chính, yêu cầu thả cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo chính quyền dân sự. Cảnh sát và quân đội đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và cả đạn thật để trấn áp đám đông gần như hàng ngày. Chính quyền quân sự cũng cắt internet hàng đêm để ngăn người biểu tình kêu gọi hoạt động. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị RAPP, ít nhất 20 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào ngày 15 tháng 3, nâng tổng số người chết lên đến hơn 180 người. Hôm 14 tháng 3 được xem là ngày đẫm máu nhất từ sau khi đảo chính, khi 74 người thiệt mạng, phần lớn ở các quận nghèo khó như Hilang Tira của Yangon. Đây là khu vực sản xuất hàng may mặc với hầu hết các nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc. Chính quyền quân sự phản ứng bằng cách áp đặt thiết quân luật đối với Hilang Tira và 5 quận khác, nơi sinh sống khoảng 2 triệu người, chiếm hơn 1/4 dân số thành phố. Bất cứ ai bị bắt ở đó đều phải đối mặt với sự xét xử của tòa án quân sự với mức án từ 3 năm lao động tù khổ sai cho đến tử hình. Tiếp theo sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Một ngày sau khi có tới gần 40 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar đã quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật tại thành phố lớn nhất Yangon. Lệnh thiết quân luật này được mở ra 4 quận mới, nâng tổng số lên 6 quận tại thành phố này. Tình trạng bạo lực vẫn đang diễn biến phức tạp tại Myanmar, đặc biệt là có các báo cáo cho rằng các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trong ngày 14 tháng 3 đã khiến 38 người thiệt mạng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kazunobu Kato tuyên bố nước này đang cân nhắc các hành động phản ứng. Chính phủ Nhật Bản cực lực lên án tình trạng bạo lực tiếp diễn, bất chấp những lời kêu gọi lặp đi lặp lại từ cộng đồng quốc tế. Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ xem xét cách ứng phó với tình hình ở Myanmar về mặt hợp tác kinh tế và các chính sách khác. Đại sứ Anh tại Myanmar lên án việc lực lượng an ninh sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình và kêu gọi chính quyền trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự bị bắt giữ. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố đã lên án các hành vi bạo lực, gọi đây là sự việc đau lòng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết với người dân Myanmar. Trong một diễn biến liên quan, phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar bị bắt giữ, từng được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 15 tháng 3, đã phải hoãn lại tới ngày 24 tháng 3 tới do sự cố gián đoạn Internet tại quốc gia Đông Nam Á này. Bà San Suu Kyi đang đối mặt với ít nhất là 4 tội danh, bao gồm sử dụng bộ đàm nhập khẩu bất hợp pháp và vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua họp định kỳ hàng tháng về tiến trình chính trị tại Syria. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng tại nước này đã diễn ra đúng một thập kỷ. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Syria cho rằng, tình trạng tuyệt vọng của người dân Syria có thể kéo dài thêm cả thập kỷ nếu không có các nỗ lực ngoại giao quốc tế mang tính xây dựng, song hành cùng tiến trình, đàm phán giữa các bên tại Syria. Ông khẳng định các bên tại Syria và quốc tế cần thay đổi cách tiếp cận, cân nhắc vấn đề trên bàn đàm phán một cách thực tế nhằm đạt các bước tiến cụ thể. Đặc phái viên khuyến nghị thành lập một khuôn khổ đối thoại quốc tế mới để hỗ trợ thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria. Cũng tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc cần thúc đẩy xây dựng lòng tin và tăng cường đối thoại giữa các bên tại Syria cũng như trong cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Đại sứ kêu gọi các bên kiềm chế các hành động có thể làm tình hình leo thang, duy trì tình trạng ổn định để phục vụ các nỗ lực đàm phán và tăng cường hỗ trợ cho Syria về mọi mặt nhằm vượt qua các thách thức hiện nay. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự chung, đồng thời cho biết những ngày mùa xuân hòa bình cách đây 3 năm sẽ khó mà quay trở lại bán đảo Triều Tiên. KCNA cũng trích lời bà Kim Yo-jong cảnh báo hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên triều đã ký vào tháng 9 năm 2018, đồng thời giải tán một tổ chức giải quyết các vấn đề biên giới giữa hai bên.
Đầu tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự phối hợp mùa xuân với quy mô nhỏ hơn do dịch COVID-19. Triều Tiên từ lâu đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước, coi đó là một hành động diễn tập chiến tranh. Cảnh báo của Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ đang có chuyến thăm khu vực. Người phát ngôn Nhà Trắng hôm 15 tháng 3 cho biết Triều Tiên không có phản hồi đối với lời kêu gọi đối thoại của Mỹ. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định Ủy ban Cố vấn về an toàn vaccine của WHO đang xem xét lại các dữ liệu và sẽ sớm thảo luận với cơ quan dược phẩm châu. Kể từ cuộc họp báo của WHO vào cuối tuần trước, đã có thêm nhiều quốc gia dừng việc sử dụng vaccine AstraZeneca như một biện pháp phòng ngừa sau khi có các báo cáo về chứng huyết khối tĩnh mạch ở những người đã tiêm vaccine trong hai lô sản xuất tại châu. Điều này không có nghĩa là những sự cố này liên quan đến vaccine và theo thông lệ chúng ta cần phải đánh giá. Người đứng đầu WHO khẳng định, tới thời điểm này, chưa có bằng chứng liên quan giữa các sự cố y tế với vaccine, bất chấp việc một loạt nước đã quyết định ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại về khả năng xảy ra tác dụng phụ. Trong lúc này, người dân tại nhiều quốc gia đang có những phản ứng trái chiều về các vấn đề liên quan tới vaccine AstraZeneca. Nếu WHO đã nói vaccine này là an toàn, thì tôi cho rằng nó an toàn. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức có thể. Bất kỳ sự tạm ngừng nào đối với việc sử dụng vaccine cũng là một nỗi hổ thẹn. Cảm giác không an toàn về điều gì đó khiến bạn không muốn đi và tiêm loại vaccine đó. Theo dự kiến, Ủy ban Cố vấn của WHO về vaccine AstraZeneca sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay, còn cơ quan dược phẩm châu sẽ có cuộc họp vào ngày 18 tháng 3 tới để phân tích tình hình và tái khẳng định lại quan điểm về vaccine. Vào ngày hôm nay 16 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 tới. Như vậy, ông Suga đã trở thành quan chức chính phủ đầu tiên của nước Nhật chính thức được tiêm vaccine. Khoảng 80-90 quan chức Nhật Bản khác cũng sẽ được tiêm vaccine trước khi tháp tùng ông Suga đến Mỹ. Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm phòng COVID-19 từ ngày 17 tháng 2 sử dụng vaccine của Pfizer BioNTech. Tính đến ngày 15 tháng 3, nước này đã có hơn 290.000 người được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trong giai đoạn đầu, hơn 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên cả nước được ưu tiên tiêm phòng trước. Những người từ 65 tuổi trở lên sẽ bắt đầu được tiêm phòng từ ngày 12 tháng 4 tới. Tiếp đó là những người có các bệnh lý nền, nhân viên viện dưỡng lão và cuối cùng là tất cả người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật nhanh của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.